Đầu bếp Tuấn Anh và Minh Tuấn xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào anh. Chào Minh Tuấn. Anh ơi, ngày hôm nay sao anh biết mà em thích mẻ, mà anh chuẩn bị một cái hũ mẻ mà nhìn cực kỳ hấp dẫn. Anh biết không, ở dưới quê của em á, là thường người ta sẽ lấy mẻ, người ta trộn với lại xả nè, sau đó mình luộc ốc nóng nóng nè, chấm vào ăn cay cay, chua chua, thanh thanh, rất là ngon luôn. Hôm nay chắc là một món gì đó đặc biệt liên quan đến mẻ đúng không anh? Đúng rồi. Mà Minh Tuấn biết không, mẻ còn là một gia vị rất là đặc biệt dạ. Nhưng mà cũng rất là thông dụng đối với những gian bếp miền Bắc. Chắc chắn rồi, quá tay của anh. Và hôm nay có thêm một cái hương vị đặc trưng của khu vực phía Bắc nữa, thì chắc chắn đó là một món ăn rất là đặc biệt. Anh sẽ nấu một cái hương vị Bắc đúng không? Đúng rồi, chính xác luôn. Khi nghe mùi hương của món ăn này, tất cả những người con xa quê sẽ chợt nhớ về thủ đô. Xin mời Minh Tuấn và quý vị khán giả vào bếp cùng với món canh cá nấu mẻ. Để thực hiện món ăn này, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây: cá lóc, cà chua, hành lá, củ hành khô, nghệ, thì là, mẻ, các gia vị thông thường và bột canh của Ajinomoto. Bây giờ chúng ta sẽ ướp cá nha. Dạ. Cho cá vào tô. Chúng ta sẽ nêm vào đây 1/2 muỗng cà phê bột canh của Ajinomoto. Ta trộn đều lên cho cá thấm. Ủa, chỉ đơn giản như vậy thôi ha anh hả? Đúng rồi, chúng ta sẽ để phần ướp này khoảng 15 phút cho cá thấm. Cà chua thì có 3 quả, bây giờ một quả thì Tân Anh sẽ cắt hạt lựu. Hai quả cà chua còn lại chúng ta sẽ cắt muối cao. Hành lá chúng ta sẽ cắt khúc khoảng 2 cm. Củ hành khô chúng ta sẽ cắt lát. Thì là chúng ta cắt sợi khoảng 2 cm. Bây giờ là tới cái phần mà quan trọng nè, là mình sẽ xử lý cái phần mẻ. Chúng ta sẽ cho mẻ vào trong tô. Sau đó chúng ta cho một chén nước lọc vào. Và chúng ta sẽ cho nước nghệ vào bên trong tô nước mẻ này, chúng ta khuấy đều. Cái này lạ nha anh nha. Tại sao mà mình không để cái nước nghệ riêng mà em thấy là anh trộn cùng với mẻ luôn? À, hòa nghệ vào nước mẻ sẽ giúp cho món canh chúng ta có màu vàng đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ lược mẻ. Chúng ta dùng rây lược mẻ cho sạch. Và bây giờ chúng ta đã hoàn tất chuẩn bị những nguyên liệu, bây giờ chúng ta chế biến thôi. Bây giờ bắt một cái chảo lên trên bếp nè. À, khi chảo nóng chúng ta sẽ cho dầu vào. Cá trước khi nấu chúng ta sẽ rán sơ. À, cái công dụng của nó là gì anh ạ? Chúng ta sẽ rán cá trước khi nấu. Bởi vì rán cá sẽ giúp khử mùi tanh của cá và tạo mùi thơm. Bây giờ chúng ta sẽ rán cá. Khi mặt cá bên kia đã vàng thì chúng ta sẽ trở lại mặt còn lại. Bây giờ cá đã vàng hai mặt rồi, Minh Tuấn giúp Tuấn Anh tắt lửa đi. Tuấn Anh sẽ lấy cá ra ngoài. Chúng ta sẽ lấy cái chảo này và chúng ta phi thơm hành khô. Bây giờ hành sẽ thơm, sẽ vàng. Sau đó chúng ta sẽ cho cà chua mà sắc hạt lựu vào để tạo màu sắc cho món ăn nữa. Tuấn Anh sẽ nêm vào đây nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột canh của Ajinomoto. Xào đều. Và bây giờ tắt lửa được rồi đó Minh Tuấn ơi. Dạ rồi. Mình sẽ bắt một cái nồi canh lên bếp anh ha. Đúng rồi, mình sẽ bắt một cái nồi nước. Chúng ta sẽ cho cái cà chua và hành tím hồi nãy chúng ta phi thơm đó. Rồi một chén nước mẻ mà hồi nãy chúng ta lược ra nè Tuấn. Quý vị khán giả hãy nhớ nêm bột canh của Ajinomoto để giúp cho món canh chúng ta có vị hài hòa và đậm đà hơn. Nêm vào đây 1,5 muỗng cà phê bột canh của Ajinomoto. Nước đã sôi, Tuấn Anh sẽ bỏ cá vào. Tiếp tục chúng ta sẽ cho cà chua vào. Bây giờ cá đã chín, Tuấn Anh sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước mắm. Cho hành lá, thì là. Rồi món ăn chúng ta đã hoàn tất, bây giờ chúng ta sẽ múc ra tô thôi. Cho một cọng thì là lên đây. Và bây giờ món ăn chúng ta đã hoàn tất rồi. Và Tuấn Anh đã chuẩn bị một phần để Tuấn thưởng thức. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Rất là thơm. Và khi mà mình ngửi cái mùi của món canh này thì là mùi đặc trưng luôn, đúng của món ăn này. Đó chính là mùi của thì là và cộng với lại mùi nghệ. Còn cái phần nước thì rất là thanh, nó cân bằng vị và nó đậm đà. Và bên cạnh đó nữa thì phần thịt cá rất là ngọt thịt và hòa quyện lại với nhau, rất là ngon. Món này mà quý vị ăn cùng với cơm thì rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? À, kính chúc quý vị thành công với món ăn này cũng như thành công trong cuộc sống. Hy vọng là quý vị yêu thích món ăn này, và nếu như quên công thức, truy cập ngay vào mongonmongngay.com để xem lại quý vị nhé. Còn bây giờ thì đầu bếp Tuấn Anh và Minh Tuấn xin được nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại.